phong độ hiện tại của Manchester United thì mọi người đều thấy là từ sau trận Liverpool rồi đến Manchester City thì phong độ ngày càng thăng hoa. Em nghĩ là cái thời gian tốt đẹp sẽ sớm trở lại thôi. Đội hình của Manchester United bây giờ rất là tốt, có nhiều cầu thủ mạnh nhưng mà họ chưa có đạt được cái phong độ tốt nhất là vì họ chưa có phù hợp được với cái chiến thuật của huấn luyện viên mới. Từ đó sắp tới thì em nghĩ là Manchester United Chelsea bằng lối đá phòng ngự tấn công, bởi vì Chelsea cũng là một đội rất là mạnh và phong độ từ một giải đầu mùa đến giờ thì rất là tốt. Sẽ ghi bàn trong trận đấu ở Chelsea vậy luôn. Thì em nghĩ rằng, em tin rằng đó là Rooney, bởi vì Rooney đã chờ đợi trận này rất là lâu và cũng có thời gian cố gắng rất là dài rồi. Rooney cũng là một cầu thủ tốt và là một đội trưởng hoàn hảo đối với em. Trận cầu tiếp theo là đối thủ không có hề dễ chịu gì hết, thì em nghĩ là sẽ kỳ phục địch thủ thôi. Em nghĩ kết quả sẽ là 1-1. Em muốn nói là cổ động viên MU lúc nào cũng luôn ủng hộ và tin tưởng vào đội bóng. Cho dù phong độ có khi là trồi sụt nhưng mà em tin rằng cái thời gian tươi đẹp nó sẽ tới và MU luôn và sẽ luôn là đội bóng ông lớn ở trong ngoại hạng Anh và cả châu Âu nữa.